Dạ, xin chào cô chú anh chị cần sa đã quay lại với kênh mua bán vò kem buổi sáng hôm nay nha. Hiện tại được hơn 8 giờ rồi. Thì hôm nay thì em xin cập nhật hình ảnh cho chị mình chính là một cặp bò đực ba bê nha anh chị. Đó, hai con bò đực ba bê này hiện tại thì được hơn 8 tháng nha. Đây là con đầu tiên nha anh chị. Bò này thì em quan sát thì có giá mông dưới bụng nha cô chú anh chị. Sái bốm nghiêm chỉnh sạch sẽ nha. Sái mặt dưới lưng nè, đòn dốc kỳ dài, mông đít nở nha, cày đuôi to. Đó. Chân móng thì là móng hoàn thiện, không bú dò bú cẳng hết nha anh chị. Nghiêm chỉnh hoàn thiện ha. Mông đít nở nha anh chị, cày đuôi lớn đàng hoàng ha. Đó, bò này thì nó mình gọi là baby bông cũng được nha anh chị, tại vì có giá bông dưới bụng ha. Đó, mông đít bự nha anh chị, rất là to ha. Con bò đầu ba bê đầu tiên này thì em lấy thước em đo ngay sau lưng thì chiều cao nó là 1m08 bò nha anh chị. Cái cặp bò đực ba bê này thì anh chủ nhà có nói với em thì hiện tại thì hai con bò này thì nó hơn 8 tháng rồi nha. Đó, hoàn thiện hết nha cô chú anh chị. Chân cẳng thì xé tích em kiểm tra rồi, đóng nghiêm chỉnh hết ha. Đó, không có tật lỗi nhau cô chú anh chị. Bò này thì anh chủ nhà thì em thấy là anh chủ nhà nó ghim dàm rồi ha. Đó, này thì mệt bà con mình đem về nuôi mình không có cần phải mà ghim lại ha. Đó, bò này thì mầm bò lắm nha anh chị, mầm bò nó nù bò nha. Đó, không có ốm nha anh chị, bò này nù lắm nha. Đó là bò được ba bê nhau chú anh chị. Cái dòng bò này mình nuôi thì anh chị biết ha, nó nuôi nó màu lớn lắm nhau chú anh chị, la thịt lắm nha. Đó, để em quay con số 2 cho anh chị coi nè. Ba bê số 2 này thì nó ba bê đen nha chú anh chị. Đó, bò này thì dài đòn. Đó, xé tích thêm kiểm tra rồi, đóng nghiêm chỉnh ha, xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh hết, dài đòn. Mông đít thì nở to, chạy đuôi lớn nha. Chân cẳng thì móng sò hoàn thiện hết, không bú giò bú cẳng hết nha cô chú anh chị. Đó ha, hoàn thiện hết nha. Thì con đực ba bê số 2 nè, để em quay qua đây cho anh chị coi hai bên nữa ha. Đó, dàn mông đùi ha. Đó, kệ đuôi nè. Đó, nở hết nha anh chị. Lông da nó thì bò này thì da đen nhau chú anh chị. Chiều cao thì em lấy thước em đo ngay sau lưng thì nó cao là 1m07 nha. Chị hai con bò này thì nó đứng với nhau thì nó đứng xen ngang anh chị, không có chênh lệch bao nhiêu ha. Bò này thì nó cũng hơn 8 tháng rồi. Ăn rôm cỏ thì phải nói là hết sức phàm ăn nha anh chị, bao ăn uống đàng hoàng cho anh chị ha. Bò này mình bỏ cám vô là nó nút nhau cho anh chị. Đó, bò nó ăn cám dữ lắm nha. Đó, nên là bà con mình đem về nuôi mình không có cần phải tập lại đâu, tại bò này nó ăn cám nhiều lắm nha cô chú anh chị. Đó, mông đít hai con đều hoàn thiện hết, to hết nha. Đó, bò này em kiểm tra hết hai con rồi, xá tích nghiêm chỉnh, căng cẳng thì hoàn thiện ha, không muốn dò muốn cẳng ấp xe cái nhau chạy nghiêm chỉnh toàn bộ hết nha. Đó, thì hai con đực ba bê này thì trước khi quay thì em đã xem bò và đã thương lượng giá của anh chủ nhà rồi, thì anh báo giá của em là 42.500.000 nha anh chị. 42.500.000 là hai con đực ba bê này ha, một con cao 1m08 và một con thì cao 1m07 nha anh chị. Hai con bò này thì nó đứng xen ngang với nhau thì nó đều bò lắm nha anh chị, không có trên là bao nhiêu ha. Mà sau này anh chị nuôi lớn lên thì hai con bò này nó cũng đều nhau hết anh chị. Đó. Thì cái đầu bò này với mức giá là 42.500.000 thì anh chủ nhà thì có bớt tiền xe, tiền cà phê cho anh em mình gần xa để mình đem cái cặp bò này mình đem về nuôi béo và nuôi nữa nhau chỗ anh chị. Ở bò này thì ăn rôm cỏ dữ lắm nhau chỗ anh chị, ăn cám cũng nhiều ha. Nên là bò này nó nù nẩn bò lắm chị. Đó, quay lại cho anh chị coi ha. Ở hai con này thì nó anh chị thấy không, đứng xen ngang với nhau anh chị, không có trên lệch nhau bao nhiêu ha. Ở con nào con nấy thì cũng về đòn ha, lưng thẳng băng đẹp bò. Đó, 42.500.000 thì bà con mình có muốn mua thì cứ liên hệ với em để chúng ta là mình chốt ngay cái cặp bò này ha. Thì kênh em thì giao các tỉnh thành miền Tây, miền Nam đều bình thường hết nha anh chị. Có miền Trung với miền Bắc thì anh chị mình không cãi với em ha. Tại vì kênh các em thì chỉ giao trong phạm vi là miền Nam với miền Tây thôi. Còn miền Bắc với miền Trung thì nó xa quá anh chị nên là em hay giao không được nha. Đó, thì anh chị muốn mua bò thì mình cứ liên hệ với em để mình chốt ngay cái cặp bò này ha. Bây giờ em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái clip này tại đây ha. Anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh nữa nha anh chị.